Tết là dịp đoàn viên, ai đi đâu cũng phải về nhà trước giao thừa để kịp cúng ông bà, mừng tuổi cha mẹ. Đây là việc hết sức bình thường, là truyền thống dân tộc truyền lại qua bao nhiêu thế kỷ. Dĩ nhiên là bây giờ chuyện sum vầy, dịp xuân về Tết đến vẫn như vậy, nhưng lại diễn ra với một hình thức rất khác. Đã từ lâu, chúng ta quen thấy hình ảnh hàng đoàn người từ hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rồng rắn lũ lượt kéo nhau về quê vào các dịp lễ lớn. Và dĩ nhiên, đợt đông nhất, dài ngày nhất vẫn là khi xuân về, Tết đến. Cảnh tượng này tại Việt Nam trông có vẻ giống với cuộc di tản khổng lồ lên đến vài tỷ người diễn ra hàng năm tại Trung Quốc, mà giới truyền thông quốc tế gọi tên là cuộc xuân vận vĩ đại. Sự giống nhau này có thể được giải thích nếu so sánh hình thái phát triển kinh tế của hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng một cách kỳ lạ. Có thể khái quát đó là những nền kinh tế dựa vào bất động sản và FDI, tức là thu hút đầu tư nước ngoài, làm bệ phóng để phát triển, và sự tăng trưởng nóng nhất đã diễn ra trong khoảng trên dưới một hai thập niên trở lại đây. Việc mở rộng quy mô đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản gắn liền với sự gia tăng tỷ lệ đô thị hóa tại các tỉnh và vùng nông thôn Việt Nam. Điều đó kéo theo hệ quả đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể. Người nông dân, người lao động mất đất canh tác sẽ phải chuyển đổi nghề nghiệp bằng cách di cư đến các vùng đô thị lớn tìm kiếm cơ hội việc làm. Dĩ nhiên, Sài Gòn, Hà Nội và một vài tỉnh thành đủ điều kiện về hậu cần và cung ứng, tạm gọi là logistics, là nơi thu hút nhiều dự án FDI nhất cả nước, mở ra vô số cơ hội việc làm, kể cả cho những người lao động không cần chuyên môn cao. Từ đó, mở ra làn sóng di dân cơ học từ nông thôn và các tỉnh vào hai thành phố lớn nhất nước mà tôi đã có nhiều bài viết mô tả vấn đề nhập cư này trước đây. Vào những thời điểm bình thường trong năm, nếu có ai về thăm các tỉnh xa hoặc đến các vùng nông thôn sẽ trông thấy cảnh vật này đã trở nên vắng vẻ, thoáng đãng hơn xưa rất nhiều. Đó là do phần lớn thanh niên nam nữ trong độ tuổi lao động đã di cư lên phố thị tìm kiếm việc làm. Đâu chỉ là làm công nhân, mà có thể là lao động giản đơn, xe ôm, shipper, bốc vác, buôn gánh bán bưng. Nghề gì cũng được, miễn sao có thể kiếm được bữa cơm đạm bạc và con cái được cấp sách đến trường. Sài Gòn ngày một trở nên quá tải từ hạ tầng phục vụ cho đến việc làm. Cùng với đó, kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy về mặt văn minh đô thị, văn hóa ứng xử mà tôi không muốn nêu lên trong bài viết này. Nhưng rồi, thời vàng son cũng qua đi, khi xảy ra hiện tượng bong bóng đầu cơ bất động sản xì hơi, cùng với chiến tranh khốc liệt diễn ra tại một vài vùng trọng điểm trên thế giới. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng, gây ách tắc. Tất cả những điều đó như một hiệu ứng domino kéo nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Sức mua suy yếu, hiện tượng thất nghiệp tràn lan, và cuộc sống của số đông người nghèo trên thế giới là đối tượng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Và với một nền kinh tế dựa vào FDI như Việt Nam thì không thể đứng ngoài vòng xoáy bất ổn, mà sẽ mau chóng rơi vào suy thoái như ta đang thấy hiện nay. Trong năm 2023, chúng ta chứng kiến hiện tượng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, lỗ lã, phá sản hàng loạt. Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ cũng thu hẹp quy mô, tối ưu hóa chi phí, nên công nhân bị sa thải, bị thiếu việc làm,
người lao động mất việc. Từ đó, bắt đầu diễn ra cảnh từng dòng người di tản ngược trở lại quê nhà. Hiện tượng này đã xảy ra lác đác trong suốt cả năm qua. Tuy vậy, vẫn có đến vài triệu người nhập cư vẫn cố gắng bám trụ lại với công việc tại thành phố Hồ Chí Minh, dù một số bị cắt giảm giờ làm. Và rất nhiều người dù mất việc vẫn cố ở lại vì chưa thể tìm ra kế sinh nhai tại quê nhà. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Nhưng dù có thế nào thì khi năm hết Tết đến, họ vẫn lục tục quay về theo sự thôi thúc của trái tim, của tấm lòng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Những ngày cuối năm, bằng mọi giá, họ phải xoay sở để được trở về với gia đình, với cha mẹ, xóm làng. Đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, sâu nặng, gắn liền trong tâm thức của người Việt. Từ 20 tháng Chạp trở đi, không kể đến một lượng lớn công nhân đã bị cho nghỉ Tết sớm trước đó vì những công ty chuyên gia công, lắp ráp, ngừng sản xuất do thiếu đơn hàng. Cảnh tượng từng đoàn xe máy lại lũ lượt xuất hiện trên khắp các quốc lộ dẫn về miền Tây, miền Đông. Vợ chồng con cái, tay xách nách mang, đùm đề khăn gói, kéo nhau về quê. Những người ở xa hơn thì di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa và cả máy bay nếu có điều kiện hơn một chút, khi phải về tận các tỉnh phía Bắc. Có nhiều người trong chúng ta đứng ngoài cuộc sống nhọc nhằn ấy, nhìn cảnh tượng đùm túm, lếch thếch về quê. Trên chiếc xe máy cũ kỹ có khi tống 3-4 người, nhọc nhằn, nhếch nhác. Ôi sao cực khổ thế? Sao phải hành xác như vậy? Người lớn chịu cực đã đành, chỉ thương những đứa trẻ ngủ gà ngủ gật, mệt mỏi theo cha mẹ trên con đường thiên lý đầy nắng nôi, khói bụi, dài 100-200 cây số. Chặng đường về quê xa lắc, có những tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra. Năm nào cũng vậy, sau mỗi đợt về quê ăn Tết, không biết có bao nhiêu người mãi mãi không trở lại vì cuộc xuân vận trường chinh đó. Sau một năm làm việc, người lao động tích cóp được bao nhiêu? Một chuyến về quê ăn Tết rồi cũng hết. Nào quà cáp cho cha, cho mẹ, một chút hương hoa, mua sắm phụ với gia đình. Được vài ngày sum vầy, quay quần bên mâm cơm cúng tổ tiên, đón mừng năm mới. Dù chưa biết năm mới sẽ mang lại điều gì, nhưng tất cả đều mong ước được mạnh khỏe, bình yên, thuận lợi, no cơm ấm áo hơn năm cũ. Rồi sau đó lại tất tả nhọc nhằn trên cuộc hành trình quay lại thành phố. Lúc này ngày vui đã qua, niềm hứng khởi đã hết, và tiền cũng không còn. Những ngày tháng tới sẽ lại tiếp tục cày bừa, và cuộc sống cứ thế tiếp diễn từ năm này sang tháng khác. Tương lai thì vẫn còn mịt mờ xa thẳm. Thế mà rồi năm sau nữa, dù hoàn cảnh nào, khó khăn bao nhiêu, người ta vẫn về nhà trước giao thừa để đón năm mới, và cứ làm y như thế, không có gì thay đổi. Bài viết này tôi chỉ nêu lên hiện tượng và cảm nghĩ của mình. Ở đây không có đúng sai, chỉ có cảm thương cho thân phận người nghèo không nhiều lựa chọn. Trên đời này không ai giống ai, tùy vào hoàn cảnh, lối tư duy và quan điểm sống. Mỗi con người đều có cảm nhận riêng về hạnh phúc và sự đầy đủ. Với người giàu, có lẽ phải cầm trong tay vài tỷ mới tạm gọi là vui vẻ. Mà có khi chỉ mới là vui thôi, chứ chưa thể nói là mãn nguyện. Họ ngồi ô tô du xuân, nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Hoặc ngồi máy bay du lịch Thái Lan, Nhật Bản, nghỉ dưỡng ở resort đẳng cấp thì mới gọi là ăn Tết, cho bỏ một năm vất vả kiếm tiền.
Còn người nghèo thì đơn giản hơn nhiều. Họ đâu có quyền nghĩ xa xôi và cũng chẳng có cơ hội lựa chọn thứ nào tốt hơn. Đi làm cả năm cho đến Tết, không ai muốn ở lại trong phòng trọ để nhớ về quê nhà, cha mẹ với sự thương nhớ và nỗi tủi thân. Ôi niềm vui đã hiếm hoi thì sao có thể từ bỏ được dịp đoàn viên mà chỉ cần bỏ chút công sức. Có thể tôi và bạn nhìn họ với ánh mắt ái ngại và thấy tội nghiệp. Nhưng những người nghèo đâu có cần tới sự thương hại của bất cứ ai. Dù bây giờ Sài Gòn không còn là vùng đất hứa, nhưng những ai đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai để kiếm sống thì cũng không sẵn sàng rời đi. Vì cho đến giờ này, họ vẫn chưa tìm thấy điều tốt hơn khi quay trở lại quê nhà. Và điệp khúc hành trình mùa xuân sẽ vẫn còn tiếp diễn, chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Thật ra ngày chính tôi là người Sài Gòn, không phải tất bật về quê ở đâu cả. Nhưng nhìn lại thời đã qua, bao nhiêu lần xa nhà trong dịp Tết, tôi đã biết thế nào là nỗi buồn kỳ lạ của một đêm 30 nằm trong khách sạn. Việc chờ đợi giây phút giao thừa tại một nơi không phải nhà mình là thứ cảm giác thật sự không ai mong muốn. Cách đây chưa lâu, khoảng trên dưới 10 năm trước, tôi thường xuyên đi công tác. Có những lần chiều 30 Tết còn lang thang ngoài đường, nhìn nhà người ta bày biện lễ vật cúng giao thừa mà trong lòng bồi hồi khó tả. Khi đồng hồ chỉ 12 giờ, thời khắc giao thừa đến, mùi khói hương cúng kiến tràn ngập không gian, cũng là lúc tôi thấy nhớ nhà da diết. Trong thâm tâm có gì đó thôi thúc: hãy mau về nhà. Nếu có lần nào trong cảnh đó, bạn sẽ hiểu thế nào là cảm giác đơn độc giữa những người xa lạ. Còn tôi chợt ngộ ra một điều: Tết không hẳn chỉ là để nghỉ ngơi, hưởng thụ cho bỏ một năm vất vả, mà thật ra Tết là để về nhà. Không biết có ai giống tôi không, già đầu hai thứ tóc mà vẫn cứ thích Tết. Dù rằng mỗi lần năm mới đến thì thời gian sẽ rút ngắn đi một tuổi. Hỏi thế thôi, chứ tôi nghĩ dù ngoài miệng ai cũng bảo Tết đến chỉ tổ mệt thấy bà, chứ ham hố gì. Cái miệng thì nói vậy, nhưng hãy nhìn kìa, cả xã hội cứ đến hẹn lại lên, cùng lao đầu vào tất bật tổ chức đón một cái Tết đang ngấp nghé còn chưa đến ngõ. Vì sao thế? Ngày Tết trẻ con vui chờ ăn Tết thì đã đành, nhưng người lớn thì bận bịu lo toan tối tăm mặt mũi về một cái Tết sao coi cho được. Người già lắm khi chỉ còn ngắm Tết, chứ hơi sức đâu mà ăn chơi gì nữa. Thế mà trong thâm tâm thì ai cũng vẫn cứ thích Tết. Dĩ nhiên ngoại trừ một số người khác vì lý do nào đó chán đời, hết muốn sống nên tự động đứng dạt ra bên lề thì không kể. Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy mình cũng lạ. Cái cảm giác nao nức hồi hộp chờ đợi phút giao thừa vẫn vẹn nguyên như vài mươi năm trước. Hồi cái thời còn được làm con nít nôn nao chờ xem đốt pháo, tha hồ ăn bánh mứt kẹo mà không bị la rầy. Hồi hộp đoán xe mai tới nhà sẽ chìa ra cái phong bao lì xì đỏ chót đầy quyến rũ. Tôi không thể quên những ngày tháng đó dù đã xa lăng lắc. Sáng mùng 1, hí ha hí hửng, súng xính mặc đồ mới, chờ ba má lì xì, rồi chở đến nhà ông bà nội ngoại chúc Tết. Đi ngoài phố, nghe vang vọng tiếng pháo nổ đì đùng và những con đường đỏ rực sắc pháo như những cánh hoa giấy chồng chất rơi rụng lên nhau. Ngày Tết, cái gì cũng rộn rã, tươi thắm. Tôi yêu màu nắng Tết vàng rực của phương Nam, mùi khói nhang bàn thờ đượm vẻ thiêng liêng kính cẩn
mùi hương các loại hoa mai, hoa cúc vàng ươm. Vạn thọ thoang thoảng nồng nàn. Nhìn chung quanh, ai cũng vui tươi hớn hở. Ngày Tết mà, ai cũng tươi cười, dễ chịu. Nét lo lắng cau có, tự nhiên biến mất. Mặt ai cũng cố giãn ra, để sẵn sàng chờ đón một năm mới hanh thông, nhiều may mắn. Con nít cũng vui thích hơn, vì thấy người lớn tỏ ra bao dung, dễ chịu. Ai cũng cố kiên cử, kiềm chế tiếng rầy la, trách mắng. Kẻo tụi nhỏ bị dông cả năm. Ngày Tết là những gì sung sướng, tự do và được tha hồ làm điều mình thích. Cuộc đời con người từ khi sinh ra rồi lớn lên có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đẽ gắn liền với hai chữ gia đình. Chẳng có bữa cơm nào ngon bằng thịt kho dưa giá ngày Tết của mẹ. Chẳng có hoa nào thơm hơn bình bông vạn thọ trên bàn thờ ông bà. Chẳng có mùi hương nào nồng nàn hơn mùi nhang khói trong đêm trừ tịch. Những điều tươi đẹp đó luôn gắn liền và được tô đậm nét lên tới vài lần trong ký ức về sự sum họp thiêng liêng của những mùa xuân năm cũ. Thế mà tuổi thơ thần tiên tươi đẹp đó lại rất ngắn ngủi. Thứ hạnh phúc vô tư chỉ có ở giai đoạn đầu đời. Sau đó là cuộc chiến đấu miệt mài kéo dài đến vài chục năm nữa. Có khi cho đến hết đời, lưng còng, tóc bạc vẫn còn chưa chắc được ngơi nghỉ. Trong kiếp nhân sinh khổ đau như vậy, tâm thức con người luôn thôi thúc mong được tìm về chốn bình yên, dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Vậy thì còn nơi nào bình yên hơn nơi chốn quê nhà mình? Vì vậy, phải về nhà thôi. Đó là lời kêu gào từ trong tâm thức của mỗi người Việt xa xứ. Nếu có ai đó nói rằng: "Về làm gì? Tôi không muốn về." Hoặc họ dè biểu những gia đình nhỏ đang nhọc nhằn trên đường kia, thì đó là việc làm tự dối lòng, che giấu cho những suy nghĩ cực đoan hoặc mặc cảm khó nói nào đó chưa thể bộc lộ. Hai tiếng về nhà thật ra thiêng liêng hơn ý nghĩa vốn có của nó. Nhà không chỉ là tổ ấm mà còn là nơi chôn nhau cắt rốn, chứa đựng nhiều kỷ niệm, là nguồn cội gốc gác của mình, là nơi cùng nhau đồng cam cộng khổ thời khốn khó, là sự thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cha mẹ nuôi mình lớn khôn. Những người con xa xứ làm sao chịu đựng nổi âm vang lời kêu gọi về nhà phát ra từ trong tâm tưởng. Tuy vậy, trong cái chuyện về quê ăn Tết cũng có một mặt trái khá phổ biến. Trong một xã hội còn nhiều tư tưởng lạc hậu, quan niệm cũ kỹ hẹp hòi, con người chưa được trang bị đủ kiến thức và tư duy tiến bộ, những định kiến về chuyện đất lề quê thói ảnh hưởng tiêu cực đến cung cách ứng xử giữa người với người, nhất là ở nơi chốn làng quê còn nặng nề cách sống, cách nghĩ tiêu cực, thiển cận, chưa thoát khỏi lũy tre làng. Nhiều người gặp cảnh không may, không còn nhiều tích lũy sau một năm tha phương cầu thực, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để về quê ăn Tết. Họ lo lắng phải nghe lời đàm tiếu và phê phán từ gia đình, cha mẹ hai bên, họ hàng chòm xóm. Tết mà con cái không về thăm cha mẹ là bất hiếu. Không mang quà cáp biếu xén thì sợ bị mang tiếng keo kiệt, thất bại. Nhiều người mang tâm lý mặc cảm, cố che giấu sự khốn khó của mình và vô tình kéo hết cả nhà vào vòng túng quẫn chỉ vì tự ái, sĩ diện hảo. Đã nghèo còn thích so bì hơn thua. Trót làm dân thành phố về thăm quê thì phải làm sao coi cho được. Người nghèo thì đã khó, tích cóp đủ tiền cho vợ chồng con cái về nhà dịp Tết đã là một thử thách không nhỏ. Thế mà còng lưng làm cả năm chỉ để tiêu sạch một lần trong mấy ngày Tết, rồi mang công mắc nợ
chỉ vì sợ mang tiếng bất hiếu và thiên hạ chê cười. Họ tự đưa vợ chồng, con cái của mình vào vòng nguy hiểm, làm cho nguy cơ thiếu hụt cơm áo gạo tiền sau những ngày Tết là có thật. Họ không biết rằng nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi với bản thân và gia đình mình mới chính là điều đáng sợ. Trong cuộc sống hiện đại, người hiểu biết cần nghĩ đến tương lai gia đình và con cái. Một người sống có trách nhiệm chỉ làm điều cần làm, chứ không làm vì ảnh hưởng của dư luận hay sợ người khác dèm pha dị nghị. Khi cuộc sống đang khó khăn thì phải biết đặt sự an toàn của vợ chồng, con cái của mình lên trên hết. Phải biết liệu cơm gắp mắm, đừng vô tâm phung phí thành quả lao động của mình chỉ để được lời tán dương giả dối của ai khác. Hãy về nhà khi có đủ điều kiện để về, trừ những trường hợp bất khả kháng, và chỉ về vì ông bà cha mẹ của mình. Còn ngoài ra, nếu không thể về được thì cũng đừng sợ, vì chẳng ai có quyền dèm pha, dè biểu. Đâu có ai sống giùm ta. Hãy tự biết sống đời mình sao cho có ích và có trách nhiệm. Sống vì vợ chồng, con cái của mình vẫn luôn là điều ưu tiên, quan trọng nhất. Một mai mình già đi, nghĩa là có thể lúc ấy ông bà cha mẹ sẽ không còn. Khi ấy muốn về quê ăn Tết cũng không còn có thể, vì cũng đã hết lý do để về. Bây giờ chỉ mong con cái đừng quên về với ta trong dịp Tết. Nhưng đó lại là một việc khác. Sông thì vẫn chảy đời sông, nào ai biết được những gì chờ đợi mình ở phía trước. Cứ hãy suy nghĩ chín chắn trước khi làm một việc gì, dù chỉ là việc rủ nhau về nhà ăn Tết. Riêng tôi ngồi viết những dòng này và nghĩ thầm sẽ chuẩn bị cho những ngày nghỉ sắp đến của mình bằng việc phải làm đầu tiên là về thăm nhà mẹ. Tết đến ngay trước cửa rồi mọi người ạ. Hãy cùng nhau ăn Tết cho thật vui vẻ nhé.